Alo, chào anh em nhé. Chào anh em quay trở lại với channel của AD. Ngày hôm nay thì mình vào tiếp tục chơi sóc đĩa và hướng dẫn anh em chúng ta những cái mẹo bắt cầu cơ bản mà mình thường hay áp dụng để mình chơi trên game sóc đĩa. Đấy thì ví dụ như cái đoạn này anh em này, chỉ bằng tay là dễ nhìn này. Trước đấy ấy, thì là nó có một cái đoạn gần nhất ở đoạn này, trong cái bảng cầu này nó đi là hai lẻ là gãy này. Thì đến đây nó cũng hai lẻ rồi này. Đấy thì căn cứ vào đó để mình đánh con này. Mình đánh là chặn luôn. Con này đánh sang chặn luôn. 1, 2, 3, 300 thôi. Nói chung là tay đầu cứ đánh nhẹ nhẹ thôi. Cái cách mình bắt tức là mình hay bắt theo cái lịch sử. Trước nó hay gãy ở điểm nào thì căn cứ vào đó mình đánh thôi. Và cầu này thì mình thấy là đi nhiều nhất là đi 3. Đấy, nhiều nhất là đi 3 lẻ thôi. Thì cứ hai lẻ với ba lẻ là mình bẻ nhá, hai lẻ với ba lẻ là mình đánh bẻ. Hoặc là với cầu chẵn thì nó có là 2 3 4 và 5 chẵn đúng không, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 2, có cả hai đúng không. Nó cầu chẵn thì là nó có cả từ 2 đến 5, thì mình sẽ bỏ tay 2 và mình sẽ bỏ bắt ở tay 3, tay 4, tay 5. Đấy, bẻ tay 3, tay 4, tay 5. Cái con vừa rồi lên 4 đỏ ăn luôn anh em ạ. Rồi được 300 rồi anh nhỉ. Con đấy mà phải 300 vào 4 đỏ thì là làm 4M5 luôn anh em ạ. Con này ăn 15. 1 ăn 15, tỷ lệ 4 trắng 4 đỏ. So với hit club thì hit club là 1 ăn 16 đúng không? Con này 1 ăn 15 thôi. Đấy, lại là sấp đôi thì là con sau bắt đầu lại mình lại vào nha anh em nhé. Đấy, trước đấy thì chúng ta có thể thấy là đi hai chẵn này, hai chẵn rưỡi trong này. À không, con này bỏ. Con mình tính là mình bẻ từ 3 4 5 mà đúng không? Thì là tay này bỏ này. Đấy, tay này bỏ và nếu đứng tiếp một con chẵn nữa sau thì bắt đầu mình vào. Đấy, không đi đâu mà phải vội các anh em ạ. Không đâu phải vội thì với cái vốn nhỏ mà chúng ta đánh mà dình những cái ván tỷ lệ thắng cao ấy thì thứ nhất là chúng ta vào căng căng cái ấy, là khi ăn là chúng ta lãi luôn ra cái số đấy. Còn nếu tay nào anh em cũng đánh ấy, thì anh em thể tưởng tượng là không, mà nó cứ gồng, càng gồng lên sau thì lãi nó càng còn ít anh em nhé. Ví dụ con đầu anh em đánh 300 ăn thì là anh em lãi được tận 285k đúng không. Thế nhưng mà con đấy gãy thì con sau lên tận 600, nhưng khi ăn thì chúng ta còn không được nổi 285, mà khi đó là trừ mất 30k thì nó còn có 200 270 thôi. Đấy, trừ phế còn lãi mang về được 270. Đấy. Và gãy con đấy lên 1M2 thì lãi nó lại càng còn ít lại. Cho nên là lý do là mình phải chờ những cái ván có tỷ lệ cao thì mình chỉ ăn ở tay 1 thôi, là lãi nhiều nhất ở tay 1 đúng không? Mặc dù gấp thép lên vốn rất to, tưởng là lãi to nhưng không phải anh em ạ. Đấy thì con này mình lại bắt đầu bẻ từ 3 đúng không? Thì là đang là 3 chẵn này, 3 chẵn thì là con này mình sẽ đánh lẻ. Đây là tay thứ hai nhá. Tay này mà gãy thì làm sao? Tay này gãy thì tay sau vẫn đánh lại 300 để đánh coi như là hòa thôi. Nếu gãy tiếp thì còn sau nữa mình sẽ đánh căng. Đấy, nhưng mà nó ăn luôn từ con này rồi. Đúng không ạ? Đấy, mình đánh thế này để mình có thời gian mình ngồi mình nhìn nhận cầu xem là cái tay nào có thể vào được, tay nào không vào được. Thì mình nhìn ở đây là mình ngồi mình chờ mình rình để mình mới nhìn ra được anh em ạ. Còn anh em vào mà cứ thấy là tay nào anh em cũng vào ấy, mà vốn lại còn ít nữa thì xác định là cũng chuẩn bị thua đây. Bởi vì đánh như vậy chúng ta chẳng bắt được 10 cầu nào cả. Đấy, hoàn toàn là kiểu cứ thích vào kết ở đâu là chúng ta đánh vào bên đấy thôi, chứ làm gì mà nhìn thấy ra cầu. Ví dụ anh em đang đánh như này thì cứ ba con vừa rồi ban chặn mình chặn đúng không, thì anh em đánh bình thường thì như đang đánh lẻ nó ra chặn thì anh em làm sao. Đấy, đánh chặn nó ra lẻ thì làm sao, đúng không? Đánh như vậy nó rất là khó, dễ bị loạn, không nhìn ra cầu. Như vậy là đứng hai con lẻ rồi đúng không ạ? Hai con lẻ này thì dữ liệu trước đây thì là đây cũng gần nhất là cũng có hai con lẻ đấy, thì con này hai lẻ rồi mình lại bật sang chẵn, và con này mình lại quất sang 300.
Ok chưa? Không đi đâu mà phải vội, cứ bình tĩnh mà đánh thôi. Mấy cái phương pháp hôm trước thì mình có review, đó là cái phương pháp đánh yêu cầu là phải gấp hai, à có nghĩa là thắng hai bàn thông thì phải có lãi, thì theo cái phương pháp đấy thì nó cực kỳ là an toàn rồi. Có mỗi tội thì nhiều anh em bảo đánh này không có thời gian, đi làm công ty thứ cả ngày trong về có tranh thủ được tí mà đánh thế thì không có thời gian. Thì muốn là mình chỉ anh em cái cách nào mà nó có tỷ lệ cao hơn, thì đây chính là cái cách này anh em nhé. Ba tay thấy chưa, ba tay bú cả ba tay đấy, 285 285, tổng lãi là 855 anh em này, tổng đã có lãi là 855k. Ok chưa, lãi chưa thôi. Thì 855 trên cái số vốn là 85 thì là anh em tưởng tượng là ăn bao nhiêu phần trăm rồi, à ăn đúng 10% luôn đúng không, đúng 10% rồi đấy. Sao mà ăn chưa? Ba tay lãi luôn 10%. Quan trọng là ba tay là chưa xịt một tay nào, đúng không? Lại chờ thôi. Ra hai lẻ chưa? Chưa ra hai lẻ đúng không? Mới là một lẻ này. Cầu này thì mình nghĩ nó sẽ chạy 1-1. Đấy, nếu con này là ra hai lẻ nhá thì con sau mình lại tiếp tục là đánh một con chẵn, nhưng mà con sau mình sẽ đánh giảm đi đấy, thì mình lãi được 10% rồi thì chẳng có lý do gì tí nữa mình lại đánh lên 300 nữa cả. Ngu gì mà đánh như vậy nhỉ, đánh như vậy là rất dễ là bị quấn vào game rồi, thì chơi lúc ấy mình vào có xu hướng là đánh to dần, kể cả anh em đánh ở ngoài cũng vậy. Đầu tiên thì bạc thì bé đúng không, càng về sau càng về cuối bắt đầu bạc to. Cái đầu tiên thì ai cũng có con thôi, đến cái thời điểm bạc to là các bạn xác định là chuẩn bị thua to, có người thua to và người được to, nhưng mà con người được thôi thì đến 10 người đánh thì có 9 người thua đúng không anh em, chỉ có một người được thôi. Nhưng mà nếu mà để đánh từ đầu đến cuối chỉ có vài người được, 2-3 người được là cùng, còn đâu là đa số là hết tiền. Đấy, cho nên là tốt nhất là cứ đến cái điểm nào chúng ta cảm thấy là không ổn là chúng ta dừng. Đấy thì con này mình đánh sang chẵn 100 rồi. 8M lãi 10% làm hơn 800 quá ngon rồi. Tham làm gì? Tham chắc gì đã được. Ăn con này mình chốt luôn nha anh em nhá. Đấy thì thông qua những cái video này thì mong muốn anh em chúng ta làm sao khi mà chơi thì mọi người có thể tham khảo cái cách bắt này của mình và mọi người áp dụng theo để kiếm lãi hàng ngày qua những cái con game, những cái tựa game đổi thưởng online hiện nay trên thị trường. Ok, còn bây giờ gãy rồi, chốt luôn. Xin chào anh em và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.